dễ xin visa hoặc những nước là không cần visa. Các nước bây giờ có rất nhiều nước bắt đầu cho Việt Nam xin e-visa và mình xin đề cử cái quốc gia mình thấy là dễ nhất là Úc. Úc đã cho mình một phát 3 năm luôn. Đừng nhầm giữa việc là e-visa và dễ cho visa. Dễ dãi trong việc xin visa thì mọi người nghĩ là nước nào? Em đề cử nước đầu tiên là Hàn Quốc. Chị cấp visa 5 năm và cái duy nhất chị cần là hộ khẩu ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng. Thất tởm thế, phân biệt đối xử. Hôm vừa rồi em làm visa thì cũng chỉ hỏi mỗi KT3 của em. Chào các bạn đã đến với một chương trình mà nói về du lịch nhưng mà ba thành viên ngồi im một chỗ. Chương trình có tên là Chỉ đi là giỏi. Thì cái người mà không nói gì là chị Thúy Minh. Tại vì nói mãi rồi. Bạn Quang Đạt phi công. Và mình Mai Ca. Như ba số trước thì mình đã đang nói về hai số. Đây là số thứ ba đang nói về cái việc xin visa. Thực ra cứ nghĩ cái chữ visa đã có nghĩa là giấy tờ. Đấy. Đúng không? Thì mình nói cái phần ba này là cái phần các cái thủ tục giấy tờ mà bắt buộc bạn phải có. Một cái hồi trước á, mình cũng rất là hay bị stress đấy là cái ảnh chụp. Nè. Thôi một người chuyên chụp ảnh thôi không phải. Chụp hay xấu á. Hay phải nghĩ ra một cái cửa hàng ảnh và chụp và phông trắng phông xanh rồi thì mà em cũng thế rất là stress vì là cứ tất cả những cái gì liên quan đến cái quy định thì mình rất là sợ sau này mình phát hiện là mình cứ in lưng mình vào một cái tường trắng và chụp cái trạch một phát thế là in ra như nào thế là xong, thậm chí tự in được tại vì một số các cái website ấy, nó rất là yêu cầu là ôi bên phải bên trái tóc phải bước sang nhìn không được cái thứ mắt không để đeo kính ABCD đấy, nhưng mà cái việc đấy bạn cũng có thể rất là thư giãn bằng cái việc là chụp bằng điện thoại là được. Tiếp theo một cái mà mình nghĩ là sau vài lần trượt visa ấy, bạn bắt buộc phải có đấy là cái hợp đồng lao động. Đơn vị visa họ phải bấu víu một chỗ thôi và cái việc một cái hợp đồng lao động dài hạn khoảng 1 đến 2 năm là cái việc mà nếu bạn không có hợp đồng lao động thật thì bạn phải tìm cách để có. Có rất nhiều những công ty họ sẵn sàng ký một cái hợp đồng lao động với bạn trong một cái thời hạn nào đấy, với một chức vụ nào đấy, với một số lương ổn ổn một chút. Sau đó thì bạn sẽ cần có một cái sao kê ngân hàng về tài sản. Giả sử như là cái hợp đồng lao động của bạn nó không có chính xác, tức là cái số tiền lương mỗi tháng của bạn nó không chuyển về tài khoản của bạn mà lại vào một cái chỗ nào khác chẳng hạn, thì bạn phải nên có một cái payslip. Payslip là một cái phần trả lương bằng tiền mặt. Trong trường hợp là hợp đồng lao động với lại tài khoản mà không có nhiều khoản tương ứng ấy, thì phải có thêm một cái giấy tờ thứ ba là cái payslip. Tất nhiên là số tiền trong tài khoản thì cũng phải có tương đối và một số quốc gia họ sẽ yêu cầu luôn là một ngày phải có 300 đô đủ để tiền khách sạn, tiền ăn, một số các cái tiền bảo hiểm, sức khỏe, đảm bảo là nếu có việc gì xảy ra với bạn thì bạn có đủ khả năng chi trả. Thì trong tài khoản của bạn cũng nên nhân ra nếu mà một ngày khoảng 300 đô mà bạn đi 10 ngày là bạn 3 có 3.000 đô, ít nhất là như vậy. Một số các cái cách hơi cũ hồi xưa là mọi người có cái sổ tiết kiệm, nhưng mà thú thực là Thúy Minh là cái người từ trước đến nay chưa bao giờ có. Chứ biết cái hình thù cái sổ tiết kiệm nó là cái sổ không có đủ tiền để có cho cái sổ tiết kiệm. Nhưng nghe đồn là không cần đủ tiền cũng có sổ tiết kiệm. Đúng rồi, ví dụ như hồi Mai Ca đi Nhật thì hồi đấy là đi, tại vì đi dài, mình đi dưới dạng là chính phủ mời. Ở Nhật thì nó lại bị một cái là nếu mà cứ đi trên 3 tháng ấy là phải có working permission, là phải có giấy phép lao động và phải có một ai đó ở bên kia đứng ra lo cái đó. Thì chồng mình thì đâu có sang đấy để làm những cái như thế đâu. Thì mình mới quyết định là thế thôi, thì bây giờ đi dạng tự túc, bên mình tự chứng minh. Nhưng mà đấy, bây giờ một cái số tiền mà để bạn sống ở Nhật 1 năm thì nó rất là lớn. Thì bây giờ những cái công ty du lịch họ cũng làm những cái dịch vụ là hoặc là trực tiếp ở một số những cái ngân hàng ấy, họ cũng làm là gọi là trực tiếp thôi, nhưng mà chắc mình nghĩ là trực tiếp là cũng phải là nhân viên làm thôi, nhân viên làm thôi chứ còn không phải là ngân hàng làm. Thì họ sẽ làm những cái sổ tiết kiệm cho mình với giá trị lớn và có thời hạn sử dụng, bởi vì tùy vào cái loại visa và thực ra nó rất là rẻ. Vì Mai Ca nhớ hồi đấy ví dụ như là một cái sổ 500 triệu thì mất khoảng 800 nghìn và có giá trị trong một tháng. Đấy, tức là kiểm nếu tra trong vòng tháng, một tháng nữa. Tức là kiểm tra trong vòng một tháng, vì nếu như mà đại sứ quán họ có gọi đến ngân hàng kiểm tra những cái giấy tờ đấy thì mình thực sự là có một cái sổ như thế. Nhưng mà thực ra với một cái số tiền như thế và với có một cái sổ tiết kiệm như thế thì quá là rẻ để làm dịch vụ khó chứ đấy. Bây giờ ai có một tỷ trong
Thì thế vào cái thứ mà cái sổ tiết kiệm là vẫn là cái thứ mà thì mình kiểu thực ra chưa bao giờ làm mình rất là sợ, mình đúng nghĩ rồi, là và là thực khó. Ra nó là thứ gần như là tiên quyết nhất ấy, bởi vì đúng rồi, có bởi tiền hợp đồng lao động nó chỉ là thứ mà để níu giữ mình quay về thôi, nhưng mà người ta vẫn thấy là nếu mà mình có nhiều tiền là có tất cả, đúng thì rồi. Là có tất cả đấy. Nên mọi người hay hỏi luôn là có nhà không, rồi giấy phép mua nhà rồi đấy, có thì sở hữu có nhà không, hay có gì đấy. Đấy rồi chủ doanh nghiệp đấy, thì thực ra nó là cái việc là cho thấy là bạn có nhiều ràng buộc ở Việt Nam, bạn giàu có, chứ cực lòng chắc không quan tâm đến bạn là bạn sống chết ra sao, có đủ ăn ở bên nước ngoài hay trong lúc đi du lịch hay không. Cũng trong những cái việc truy tìm dịch vụ thì từ trước nay thì mình cũng hay sợ sệt trước khi mình làm, đấy là mọi người hay hỏi là các cái booking về khách sạn rồi các cái booking về vé máy bay, nhưng thực ra là có hai cái trick tức là bạn lên những trang như booking.com và Agoda để tìm những cái khách sạn mà nó cho refundable, tức là cho hoàn tiền lại, thì cái confirmation, cái xác nhận mà bạn đã book khách sạn đấy, người ta sẽ gửi được một cái file email riêng mà có thể in ra, và đó chính là một cái giấy tờ chính thức các bạn có thể đưa cho một số các đại sứ quán và nói rằng là tôi có bằng chứng là tôi đã book khách sạn. Điều y hệt với lại máy bay. Bạn quen biết một số phòng vé, đây là Thùy Minh nhá, quen biết một số phòng vé và mình nhờ người ta book hộ, và mình cũng nói luôn là chị ơi, chưa có visa đâu, cái này em chỉ book để xem là có gì có visa không. Nhưng mà thực ra cũng cái lần trước thì còn nói chuyện với Đạt, thì thực ra khi mình book một số các hãng kiểu ví dụ mình cứ đi lên cái trang web của hãng đấy, book cái có thể refund được, cancel được, và book hẳn business class cho nó sang chảnh đúng không, xong rồi khi mà xem CV ra xong thì mình cancel. Ôi giời, đến cuối thấy profile xin visa rồi, sổ tiết kiệm 5 tỷ, khách sạn 5 sao đi. cuối cùng là chỉ lươn là giỏi. Quay lại là visa Nhật chẳng hạn là không cần, rất nhiều quốc gia bây giờ xin visa Nhật là bây giờ bỏ, không bỏ luôn khách sạn rồi, đúng, bỏ, là bỏ và về máy bay đúng đấy, bởi vì người ta biết là những cái đấy là đều làm giả được, thì người ta trả mất công người ta kiểm tra làm gì, mất thời gian. Úc còn ghi luôn là chúng mày đừng có mua cái gì cho đúng đến khi rồi, ta cho đến khi đúng rồi. Nhật cũng thế, mà Nhật cũng là trường hợp mà sao chưa có visa mà đã đi mua vé máy bay thế. Nghi lắm. Nghi lắm. Rồi hợp đồng đấy. Như thì mình bị trường hợp hợp đồng kiểu một hợp đồng ABCD tự tạo ra, và sau đó thì nộp bản gốc và bị đại sứ quán Nhật mắng là hợp đồng mà lại nộp bản gốc. Đấy. Đấy thì ý là người ta biết thừa mà. Thực ra có một cái giấy tờ nữa mà một số đại sứ họ cũng yêu cầu, đấy là thư mời. Tụi Nhật là thậm chí là thư mời gốc, còn một số thì chỉ là bản PDF thôi. Mica thì nó rất là quan trọng một số trường hợp bọn mình đi triển lãm chẳng hạn nhá. Đây là thư mời kiểu wax select, còn đây là thư mời bạn bè thì ví dụ như là những cái thư mời đấy nó giảm thiểu cho mình cái phần mà mình phải chứng minh tài chính và hợp đồng lao động luôn, bởi vì là bên kia không, nó sẽ chi trả. Đúng. Nhưng mà trong đấy. Cái trường hợp của Thùy Minh, khi mà bạn Thùy Minh mời sang thì cái người đấy phải gửi về sau kê tài chính. Đúng rồi. Đấy là đúng. Đấy, thì cho nên là cái... như bên mình thì là toàn là công ty lớn ấy, thì dụ họ nhìn thấy cái tên công ty là họ khỏi kiểm tra luôn, họ biết rồi. Mình trong trường hợp các bạn có những cái quen biết về mặt công việc hay tổ chức ấy, thì nó có khả năng cao cho bạn là có những cái visa dài hạn. Ví dụ là đôi khi là mình có những cái công việc mình chỉ một tuần, mình xin đi một tuần thôi, nhưng họ cho mình luôn là 2 năm hoặc 3 năm, 5 năm, bởi vì họ thấy đấy là do cái tổ chức đấy mời. Nó như là một cái điểm cộng ấy. Đấy, tặng các bạn một điểm cộng. Cả cái phần này chỉ muốn nói là dù đôi khi bạn nhìn vào cái danh sách những giấy tờ phải nộp thì cái cảm xúc đầu tiên của bạn là muốn ngất đi, vì nó có quá nhiều thứ. Lần gần nhất đi xin visa Schengen của Tây Ban Nha là mất khoảng 30 giấy tờ. Và những cái việc mà Thùy Minh khuyên là đấy, nó phải có một checklist. Bạn không có thể tự nhầm trong đầu là bạn nhớ đâu, có một checklist dài như này. Cái gì làm xong tích tích tích, tất cả các thứ đều có một bản dịch tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, tích tích tích, cộng 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 vào và nộp khoảng 1 cân giấy đến đại sứ quán. Nói thế để thấy là cái mức độ kinh khủng nhất của nó. Nhưng một cái tuyệt chiêu cuối cùng trong việc xin visa, nó lại không phải liên quan đến giấy tờ, nó liên quan đến một cái gọi là thái độ là tôi không cần cái visa này. Ý là nó phải có một sự tinh tế. Mỹ là một cái đặc điểm là thì mình đã biết một chị bạn của Thùy Minh là từ chối visa, sau đó nói ok fine, thế thì tao đỡ phải đi Mỹ, và kiểu vung vằng đi ra, thế là sau đấy gọi lại và đây xin dâng visa cho người. Cho nên là thực ra một cái người tự tin mà có trong tay mọi thứ giấy tờ cộng với tiền bạc
cộng với vé máy bay cộng với khách sạn á, thì cái phong thái mình nó sẽ khác, nó sẽ rất khác với những cái người mẹ mà nơm nớp, không biết tiếng, không đi thăm con. Đấy, thì có những cái thứ nó khác nhau như vậy để cái người phỏng vấn mình họ nhìn ra là họ biết là mình là người hay đi du lịch hay chưa. Thực ra cái việc mà hay đi du lịch hay dịch chuyển cũng là lợi thế, bởi vì bạn đến trong bạn rất là tự tin, bạn quen với cái việc này rồi, thì sau suy cho cùng cho toàn bộ cái số này thì dù là có những nơi bạn rất khó xin, dù thủ tục có thể kiểu ngập đến tận cổ, nhưng cuối cùng thì cái visa lớn nhất mà cần phải có đấy là một cái thái độ tự tin khi đi xin visa. Hy vọng là qua cái chương trình này thì các bạn chính là đang, giỏi các bạn còn đang nơm nớp ấy, thì sẽ thấy cái việc đi visa của mình nó dễ dàng hơn. Du lịch nó có nhiều cái thứ vui hơn nhiều, visa nó chỉ là cái cánh cửa đầu tiên mà thôi đó. Nên là chúc các bạn nếu muốn đi đâu để xin được visa, và nếu mà vẫn chưa xin được thì có thể xem lại chương trình này từ đầu, từ phần 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ subscribe và like cho video nhá. Đến bây giờ mới nhớ để nói ra, bye.